Tóm, có lẽ cái nỗi lo lắng nhất đối với bất kỳ ai nếu như có quyết định đi mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì rất sợ những chiếc xe ngập nước. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng một chuyên gia để tìm hiểu xem cách nhận biết một chiếc xe ngập nước nó như thế nào, và đặc biệt là cái phần động cơ nó bị thủy kích nhá. Giờ tôi sẽ là đi mua xe. À, xe này có bị ngập nước không em ơi? Không ngập anh ơi. Làm nào để biết nó không ngập nhỉ? Đã bảo là không ngập. Xin chào. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi lại rất vui khi được cùng với anh Hùng Xe Cỏ để chia sẻ với mọi người về cách nhận biết một chiếc xe ngập nước đã qua sử dụng. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà rất là nhiều người... Mà nói với anh Kiên nhá, là riêng cái thể loại ngập nước này thì nào là khoang xe rồi chi tiết rồi nhất là cái động cơ ấy thôi. Ngày hôm nay anh thật lòng đi, trải lòng đi nhá. Trải lòng. Ok ok. Đối với một chiếc xe ô tô thì cái máy móc được coi như là trái tim của mình. Nếu mà trái tim của chúng ta mà tốt và khỏe thì mọi người dùng một chiếc xe đấy vài ba năm, chục năm không phải vấn đề gì. Đúng rồi. Nhưng một trừ khi nó đã bị mổ, tức là tim ta cũng vậy. Nếu mổ thì tức là đã yếu rồi và nó sẽ không bình thường được. Xe cũng vậy, khi mà một chiếc xe mà đã ngập nước thì nó mặc định là nó sẽ được tính là một chiếc xe lỗi. Đối với bọn em đi mua thì nó được gọi là một chiếc xe lỗi. Vậy làm như nào để nhận biết được một chiếc xe đã thủy kích nặng và ảnh hưởng tới máy, thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một cách để có thể xem chiếc xe đấy đã bị thủy kích hay chưa. Đối với những chiếc xe phổ thông, nó không quá là kín và cái khoang động cơ này nó thoáng thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là dễ, và cách phân biệt của nó cũng không hề quá là khó như mọi người nghĩ. Thực ra là đối với dân trong nghề của bọn em ấy thì phân biệt một chiếc xe ngập nước nó lại dễ hơn cả là cách xem một chiếc xe tai nạn. Đã được làm kỹ. Với những chiếc xe tai nạn đã làm kỹ ở những cái phần sâu bên trong ấy thì những cái phần cản hoặc là những cái phần nắp mà che như này đôi khi chúng ta còn bị khó phát hiện hơn là đối với một chiếc xe ngập nước. Vậy một chiếc xe ngập nước thì đầu tiên chúng ta cần phải nhìn cái gì? Thì ở đây, đối với đây là một chiếc Mazda 6. Tôi sẽ lấy ví dụ cho mọi người luôn và rất là trực quan. Đối với một chiếc xe mà khi bị ngập nước thì anh để ý nhá, khi mà chúng ta di chuyển ấy thì nước vào đâu? Không phải là vào phần bô. Đúng rồi. Nó là vào ở phần họng hút. Họng hút đấy. Họng hút rất là cao nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta cũng ngập lên đến đây. Đúng rồi. Đôi khi anh chỉ đi đến đây thôi. Rồi. Nước của cái xe khác nó đi ngược chiều, nó òa vào. Khi mà òa vào thì nước sẽ từ họng hút đi vào trong luồn lách vào các khoang động cơ bên trong này thì nó sẽ gây nên hiện tượng là cong piston. Và trong bồn đốt thì anh biết là rất là kín, khi mà có nước vào thì nó sẽ làm phá hủy cái chu trình cháy đấy. Đúng rồi. Thì nó sẽ dẫn đến là cong piston và đấy được gọi là một chiếc xe bị cong trục khuỷu rồi là đúng rồi. Trường hợp đó là phá máy ngập nặng nhất đó chính là bị thủy kích. Đúng. Còn rồi. Nếu mà ngập nước thông thường như này, ví dụ xe anh để ở một chỗ mưa nó dâng lên rồi sau đó nó hạ xuống nhẹ thì mọi người có thể chỉ là phải xử lý những cái ví dụ như là thay dầu rồi thay lọc rồi xử lý ẩm rồi xử lý ngập ở bên trong nội thất để cho cái xe đấy nó không bị hôi và các cái thiết bị điện tử của nó mình cũng, nếu mà ngập nhẹ rồi nhẹ, các ECU rồi điện lên, rồi nó hạ xuống và trong một thời gian ngắn thì một cái đấy thì hoàn toàn có thể xử lý được. Nhưng một chiếc xe khi mà chúng ta đã đi vào vùng bị ngập, sau đó nặng nề nhất đó chính là chúng ta để lại thì cái đấy là cái mà rất là nguy hiểm. Thường là khi mà chị em phụ nữ thường không có kinh nghiệm xử lý hoặc là những người mà mới lái không có kinh nghiệm xử lý ngập thì thường là khi vào chỗ ngập chết máy thì tâm lý ai vậy, 10 người thì 9 người sẽ để nổ ngay, để lại để nổ để ngay. Đi tiếp. Nhưng mà cái hành động đấy là cực kỳ nguy hiểm, nên khi mà chúng ta thấy bị ngập thì mà nhất, bị ngập tắt máy là để im gọi cứu hộ. Đấy. Đấy. Và thường em có hay có lời khuyên cho mọi người khi mà mua xe của em ấy, đó chính là thấy ngập thì chúng ta tốt nhất là nên quay đầu. Đúng. Hoặc là nhìn được cái phía xe phía trước, cũng là xe sedan như mình, nếu mà nó ngập qua ống xả thì tốt nhất là chúng ta dừng lại hoặc quay đầu. Chúng ta không nên tiết kiệm một vài phút hoặc một vài chục phút hoặc một vài tiếng, đều bởi vì một cái xe mà ngập và một cái xe không ngập, cái hậu quả của nó vô cùng khôn lường, hậu quả của nó rất là lớn. Ngoài cái chi phí mà chúng ta bỏ ra để sửa cái chiếc xe ngập đó thì cái xe đấy nó bị mất giá rất là nhiều. Một cái chiếc xe mà bị ngập và một cái chiếc xe không ngập, trị giá nó lệch nhau ít nhất là từ vài chục cho đến cả trăm. Và đối với chiếc xe to thì nó lệch nhau đến cả hàng trăm triệu luôn. Rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta dính phải ngập nước. Vậy thì cách nhận biết
cách nhận biết đúng rồi không? Nếu như đây nhá, tôi chưa bao giờ biết là cái xe ngập nước là phải nhìn vào đâu, bây giờ Kiên giải thích đúng cho tôi rồi. Cái xem nào. Cái ngập nước này thì đầu tiên là chúng ta quan sát nó chính là vào cao su chân máy, bởi vì khi mà đã bị ngập thì bắt buộc là bị thủy kích, bắt buộc anh sẽ phải hạ máy để làm máy, bởi vì nó đã bị vào đến phần trong rồi. Thì đầu tiên chúng ta nhìn vào bốn góc chân máy, rồi hạ được máy thì chúng ta phải tháo cao su chân máy ra, rồi tháo cao su chân máy, rồi tháo ốc cổ bô, và đặc biệt là một cách nhận biết nhất là mọi người nhìn vào ốc dàn đầu, ốc dàn đầu đó, anh camera có thể chúng ta có thể nhìn đấy toàn bộ cận vào cái ốc dàn đầu đấy. Nhưng có thêm một trường hợp nữa là như này, đối với những chiếc xe đời sâu thì chúng ta sẽ khó nhận biết hơn một chút, bởi đúng vì rồi. Làm ở phần đầu này cũng có thể là người ta xử lý gioăng mặt máy đúng rồi dầu. Đúng ví rồi. Dụ như chiếc Camry Q là chiếc xe rất dễ bị thấm dầu, thì đôi khi những cái ốc dàn đầu này thì mình phải tháo ra xử lý trước, phải tháo ra xử lý. Nhưng nó cái việc xử lý mà bị thấm dầu với một chiếc xe nó khác hoàn toàn với một chiếc xe nó bị ngập, thì chúng ta cần phải xem tiếp theo, bởi vì là đấy nhá, khi mà bị ngập thì tất cả những cái vị trí mà chúng ta phải tháo đó chính là những cái họng hút, rồi những cái ốc ở những cái vị trí mà cũng rất là sâu, anh đều phải là tháo hết. Thì ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với một cách mà cách này chắc cũng ít bí kíp này là bí kíp mà hàng đồng nhé, sau nhiều năm 43 đúng không, thì em sẽ chia sẻ cho mọi người. Đó, cái điện thoại này thì ai cũng có rồi, mọi người khi mà đi mua thì chúng ta chẳng ngại gì mà chúng ta phải xem cả, bởi vì khi mà chúng ta xem qua thôi, nếu cẩn thận thì chúng ta sẽ check hàng. Tí nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm để tránh. Đúng rồi, bởi vì là khi quyết định chúng ta xem thoải mái đi. Đúng rồi. Khi nào chốt tiền, chốt hợp đồng, chuyển hết tiền xong là tiền của mình, mới là mình đúng phải rồi. Chịu trách nhiệm về cái quyết đúng định rồi, của mình đúng thôi. Rồi. Mọi đúng người không? Đi mua xe cũ thì cứ thỏa mãn. Phải xem kỹ. Khi mà đã bỏ tiền ra rồi thì mình là ông phải chịu trách nhiệm của hành động bỏ tiền của ông. Đúng rồi, đây là đó. Chiếc smartphone. Rồi. Thì khi mà mọi người xem cái bằng cái này ấy, thì những cái chỗ vị trí góc khuất mình không xem được thì mình sẽ dùng cái này. Rồi. Mọi người bật chế độ camera lên nhá. Bật camera lên. Rồi. Mọi người bật chế độ camera chứ không phải là ảnh nhá. Sau đó mọi người để cái chế flat. Độ đèn flash là on. Rồi. Tức là on lên như này. Rồi. Đó, sau đó để làm gì? Sau đó để chúng ta soi ốc. Ừ. Soi ốc rất là quan trọng. Sau đây thì anh camera sẽ để vào màn hình cho em nhé. Đấy, soi vào màn hình nè. Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Ở những cái vị trí ốc như này ạ, thì mắt thường chúng ta sẽ rất là khó xem. Wow. Rất là khó xem. Nhưng mà khi chúng ta bật camera lên thì chúng ta lại nhìn thấy nó một cách là cực kỳ dễ dàng và rất là sáng. Mà nó ở tí sâu đúng không? Rất sâu. Đấy. Mọi người khi bật camera lên, mọi người ấn chế độ quay luôn cũng được, bởi vì khi mà ấn chế độ quay thì mọi người sẽ xem lại được cái chiếc xe đó. Đây là những cái con ốc rất là sâu để mọi người xem, vì sẽ có những người thợ khi mà mua những chiếc xe ngập nước về để xử lý, người ta xử lý rất là tinh vi. Đúng rồi. Sẽ có những cái trường hợp là tí nữa em sẽ chia sẻ sau. Rồi. Bây giờ là chia sẻ nốt cách xem. Mọi người xem những con ốc thật sâu như này cho em. Quan sát nó thật kỹ, xem là nó đã có dấu hiệu bị vặn chưa, và xem nó đã bị có từng bị vặn hoặc là có dấu vết tháo chưa. Đó, những con ốc như này mọi người xem bằng mắt thường thì sẽ rất là khó quan sát, bởi vì nó tối hoặc là nó bật. Nhưng khi mọi người bật cái chế độ này lên, đây là một cách xem xe cũng rất là gọi là bí kíp. Quá hay. Không phải là ai cũng biết. Quá hay. Tiếp tục đây nữa. Mọi người khi mà xem cái sâu như này, mọi người đấy. Mọi người zoom lên như này. Với mình tin là với một cách zoom lên như này thì làm kỹ đến mấy và làm cẩn thận đến mấy cũng không thể nào qua được mắt camera. Mọi người cũng có thể thấy không? Con ốc này rất là sâu. Nếu mà để bình thường như này và tắt đấy, nó rất đi, sâu đúng không? Thì rất là sâu, mọi người không thể nhìn thấy được. Nhưng mà khi mọi người bật camera và bật đèn flash lên, mọi người zoom lên như này. Đó, thì đây là một cách xem xe tiếp rất là hiệu quả. Ngoài ra thì những cái con ốc mà chúng ta xem được bằng mắt thường ấy thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Có một đặc điểm đó chính là những cái con xe mà bị kích rồi thì những cái con ốc này thường là sẽ bị vặn hết. Và đặc biệt đây là ốc của Mazda thì là ốc 7 màu. Thế nên là khi mà theo giới chuyên môn bọn em gọi là gom lại thì thường rất khó đúng không? Khó, rất nó, khó. Nó sẽ dễ bị lộ. Ừ. Đó. Mọi người ok. Mọi người tiếp tục đây là sử dụng bằng điện thoại nhá. Khi mà mọi người quan sát như vậy rồi thì mọi người soi kỹ từng góc từng chân ốc, thì mọi người sẽ có những cái điểm nào nghi ngờ thì chúng ta cũng không ngại để chúng ta hỏi, hoặc là chúng ta đặt dấu thắc mắc. Đúng mà rồi. Chúng ta nghi ngờ cái thì chúng ta sẽ phải hỏi những cái người mà phải hỏi thật nhiều, tham khảo thật nhiều đúng không?
Quan trọng là chúng ta phải biết chúng ta mua cái gì và mua cái sản phẩm nó như thế nào. Đúng rồi. Đấy. Ngoài ra những cái vị trí như cái họng hút này, rồi, cái cổ hút này là khi mà bị ngập nước thì họ cũng sẽ tháo. Rồi thì những cái kẹp, đây là những cái vị trí kẹp này, hoặc là những cái ốc ở những cái đằng sau này. Rồi. Nó khi mà ngập người ta sẽ phải tháo bung mép hết. Thì vặn lại thì chắc chắn là sẽ không thể được như zin và cũng không thể mà mình làm nó như nhà. Nói chung là đã bóc tem rồi thì dán lại kiểu gì có vết. Đúng rồi. Tinh vi đến mấy, ví dụ ở đây nó khoảng hàng vài chục con ốc, hàng trăm con ốc đúng không? Đúng rồi, đấy như cái cách vừa nãy mà em chia sẻ là ở trong vị trí sâu ấy thì người thợ người ta rất khó để bụi lại cái ốc đấy hoặc là đúng rồi. làm kỹ lại được cái ốc đấy bởi vì là những cái ốc đấy thường là nó rất là sâu và thường là cái vết vặn của nó là sẽ rất khó là xử lý. Đó. Còn đối với một chiếc xe mà bị ngập theo nghĩa gọi là ngập nhẹ dâng lên thì mọi người sẽ phải kiểm tra bằng cách khác. Thì chúng ta nếu mà bị ngập thì chúng ta kiểm tra như thế nào? Đối với những chiếc xe mà bị ngập thì anh có thể để ý là khi mà chúng ta mở cửa ra ấy, chúng ta sẽ thấy một mùi ẩm mốc. Dù kể cả anh có xử lý đến như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là bị mùi ẩm mốc và có một mùi rất là khó chịu khi mà đối với chiếc xe bị ngập chưa được xử lý hoặc là xử lý ẩu. Còn đối với kiểm tra tiếp thì chúng ta vẫn dùng cái điện thoại nhé. Chúng ta vẫn dùng điện thoại và chúng ta bật đèn flash này lên. Đó, chúng ta bật đèn flash lên và sau đó chúng ta bắt đầu đi soi ở những cái vị trí sâu như này. Đó, thường là những cái xe mà bị chúng ta sẽ soi vào đâu là chị? Chúng ta sẽ ở nếu mà ở những cái vị trí dễ thì nếu mà được xử lý rồi thì chúng ta sẽ rất rất khó hoặc là chỉ ở vực thôi. Nhưng mà chúng ta hãy kiểm tra ở những vị trí sâu hơn một chút. Đó chính là những cái ở tấm lót như này. Rồi. Đó. Mọi người có thể thấy không? Ở những tấm lót như này anh Hùng Xe Cỏ có để ý không? Đó là những cái tấm màu trắng kìa. Đúng rồi. Và những cái tấm màu đen kìa. Rồi. Nếu mà bị ngập ấy thì những cái tấm đấy khi mà xử lý nó sẽ bị xù ra. Rồi. Hoặc là chúng ta sờ vào đấy, nếu mà mới ngập nhá thì chúng ta sờ vào đấy nó vẫn còn ẩm. Bởi vì cái chỗ đấy nó không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và nó cũng khi mà lên xe anh bật điều hòa thì lúc nào nó cũng ẩm ướt mấy cái thứ ở chỗ đấy đi. Thì đặc điểm là ở trong chỗ đấy nó sẽ bị ẩm. Mọi người có thể sờ tay vào nếu mà rút tay ra mà thấy hơi ẩm hoặc là đưa lên mũi ngửi. Chúng ta phải kết hợp giữa cả thính giác, thị giác và khứu giác và giác quan thứ sáu nữa. Đó, nếu mà nó bị ngập thì ở trong đấy sẽ được xử lý thì nó sẽ không thể kỹ hoặc là nó bị sùi. Nó bị sùi thì tấm nỉ này lên. Thì đấy là một chiếc xe mà bị nước nó dâng lên và nó hạ xuống. Về cơ bản là nếu mà những cái chiếc xe đấy mà nó chỉ bị ngập nhẹ đã được xử lý thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta cũng cân nhắc nếu mà nó không ảnh hưởng gì quá lớn hoặc là hệ thống điện rồi từ nó không bị làm sao thì những cái xe đấy chúng ta vẫn có thể mua được nếu mà nó chỉ bị nước dâng lên. Tuy nhiên nếu mà biết như vậy chúng ta sẽ có một cái định giá tốt hơn. Đúng rồi, nếu mà đúng biết không? Như vậy thì thường là mọi người cũng sẽ có thêm lựa chọn, sẽ có thêm lựa chọn, có thêm cái sự cân đối. Đúng rồi. Để sao cho nó phù hợp hoặc lăn tăn. Khi mà lăn tăn thì tốt nhất là chúng ta bỏ đúng lăn tăn. Đã nghi ngờ là thôi, bỏ qua. Đúng rồi. Đấy còn là... nếu không thì phải check kỹ. Thế còn đối với cái việc mặt máy rồi vân vân, ốc máy mà làm kỹ á, những người thợ làm kỹ thì làm thế nào mà để chúng ta phát hiện ra được? Rất tiếc là ở đây thì em lại không có cái xe nào nó bị thủy kích và được làm lại. Tuy nhiên em vẫn có thể chia sẻ được với cho mọi người là như này. Đối với những chiếc xe mà đã gom lại ốc và bụi lại ốc và bị thủy kích thì thường là khi mà làm người thợ Việt Nam sẽ không thể nào có những cái lớp sơn tĩnh điện tốt và chuẩn xịn được như là trong hãng. Đúng người rồi. Ta dùng bằng máy thì những cái đặc điểm là sau anh dùng một thời gian khoảng vài tháng thôi thì những cái chỗ phẩy đấy nó sẽ bị sùi lên và có một đặc điểm là chúng ta dùng tay. Đúng rồi. Mọi người nhớ nhá là đi mua chúng ta có thể dùng cái móng tay chúng ta đẩy cái sơn ở cái đầu đấy đi. Nếu mà là một chiếc xe xịn và là một chiếc xe mà nguyên thì chúng ta sẽ không thể đẩy được, rất khó để đẩy bởi vì nó là sơn tĩnh điện và sơn của nhà máy. Còn đối với một chiếc ốc mà đã gom mạ lại rồi sau một thời gian sử dụng nó sẽ nóng, chắc chắn là buồng đốt ở đây nó làm việc rất cao. Thì cái sơn đấy nó sẽ rụp lên và kết hợp với cái như cái phương pháp vừa nãy em có chia sẻ đó chính là chúng ta quan sát cụ thể toàn bộ. Có một đặc điểm nữa đó chính là như này, đối với một chiếc xe mà bị ngập ý, thì chúng ta sẽ phải làm cái mặt máy này.
mà khi làm cái mặt máy này thì sẽ thường là không giữ được cái keo của nhà sản xuất. Đúng rồi, nhìn vào là thấy ngay keo. Đúng không? Keo nhà sản xuất đấy, nhìn keo của nhà sản xuất này. Khi mà chúng ta đã cắt đi cái khi mà chúng ta đã làm lại rồi nhá. Rồi. Chúng ta sẽ không còn cái keo này nữa. Bởi rồi. Vì anh hình dung là khi mà nhấc cái mặt máy này ra chúng ta sẽ phải bơm lại keo, chúng ta phải bơm lại bơm. Đầu bên nó. Dí sang đầu bên đây. Theo con robot nó làm thì đây là việc giúp cuối cùng. Rồi. Chúng ta làm bằng tay hoặc là làm bằng thủ công ấy thì chúng ta sẽ bị phẹt phẹt sang những cái vị trí như này, chúng ta sẽ bị chồm ra rất là nhiều, và người thợ nào mà cao thủ thì sẽ lấy dao rạch đi, rạch đi. Thế nhưng mà khi mà rạch đi thì thường là nó sẽ mất đi cái keo này. Cái điểm rút cuối cùng này, điểm rút cuối cùng này rất là khó. Đó, mọi người có thể nhìn thấy không? Cái điểm đây đây được gọi là điểm điểm rút cuối cùng. Điểm rút cuối cùng của cái mặt máy để thường thì con robot nó sẽ quét một vòng và sau nó rút ra. Rút ra đây, thì lúc nào có keo thừa đây. Còn khi mà người thợ làm thì rất khó để tạo được một cái nó tự nhiên như này. Thì đấy cũng là một đặc điểm mà mọi người là một cái thông tin để tham khảo đúng không? Chúng ta có thể kiểm tra. Cần chú ý. Đối với những chiếc xe lướt 2010 từ 15, 16, 17, 18 mà đi dưới khoảng 5-6 vạn cây thì cái cao su chân máy này thì thường cũng chưa phải thay. Rồi. Thường là đi lên đến 8, 7, 8, 9 vạn. Thậm chí còn những xe Toyota rất tốt là khoảng 10 vạn chúng ta mới phải thay cao su chân máy. Hoặc là bản thân em làm xe cũ thì cũng va rồi, đó là có một số những chiếc xe có tính là chưa thay cao su chân máy nhưng đã có vết vặn ở chân máy. Nhưng đó chính là hãng người ta siết lại. Đặc điểm hay thấy ở trên dòng Ford, đặc biệt là Ford Focus, đó chính là cao su chân máy khi mà vào bảo dưỡng định kỳ ấy, thì họ sẽ phải siết lại. Siết lại thì những cái đấy là những cái không đáng nghi ngại. Bởi vì đấy là những cái mà hãng người ta bảo dưỡng hoặc là bảo hành thì người ta xử lý để cho nó cái xe nó được ổn định và cái chân máy nó không bị rung. Còn chúng ta kiểm tra ngập thì chúng ta cố gắng là kiểm tra tổng thể và toàn bộ một cái máy đó. Trong nếu mà mọi người cẩn thận nữa thì chúng ta có thể là đi check hãng. Khi mà làm ngập ấy thì thường cái tâm lý là anh mua xe lướt hoặc là mua xe mới thì khi mà bị ngập thì chúng ta sẽ giao cho hãng. Vì có bảo hiểm khuyến khích ấy thì chúng ta sẽ phải làm trong hãng. Thì mọi người đi mua xe cũ thì mọi người check hãng thì sẽ xem được cái khuyến khích hay chưa. Thực ra thì các cái thông tin về đi mua xe cũ ấy thì ngay cả cái việc check hãng rồi vân vân nó cũng có thể có những cái rủi ro nhất định. Thôi tóm lại là theo mình là như thế này, nếu mà kinh nghiệm đi mua xe cũ tốt nhất là phải đi tìm anh em nguồn hàng uy tín mà mua, đúng không? Đúng rồi, một đúng phần không? Và mọi người cũng nên đi check hãng. Nên cái đi check đấy là cái quyền lợi của rồi. Mình. Thì mình bởi vì ở Việt Nam thì cái check hãng nó cũng không quá là đắt. Nó chỉ mất khoảng từ vài trăm cho tới 1 triệu thôi. Thì khi mà vào hãng check thì mọi người cố gắng là check thêm cả cái kinh nghiệm hoặc là cái kỹ năng mình có cộng với check hãng thì để mua được một chiếc xe tốt, cộng với việc là bên showroom mà họ cam kết với chúng ta cái việc là đâm đụng và khuyến khích và phải ghi rõ bằng văn bản để khi mà có trường hợp mà mình đi check ra hoặc là bị phát sinh ra thì mình quay lại mình có thể là hồi lại xe hoặc là trả lại xe cho bên showroom được, tránh trường hợp là cam kết bằng mồm hoặc là hứa hẹn. Nói chung là sẽ phải có bằng văn bản. Đúng và rồi, phải cố gắng là thứ nhất là vừa về tình, thứ hai lại vừa phải lý, thứ ba lại phải pháp nữa. Đúng rồi. Bởi vì xe dù sao ở Việt Nam thì xe nó cũng là một cái tài sản rất là lớn mà đôi khi chúng ta chỉ cần sơ sẩy hoặc là chúng ta chỉ cần là chủ quan đúng thì rồi. Đôi khi chúng ta sẽ phải bị trả giá. Bởi vì là xe ở Việt Nam thì nó không giống như những bên các nước khác. Nếu mà anh mua ở bên nước ngoài thì đôi khi anh được làm bảo hiểm thì thay mới được cái gì thì đấy nó là quyền lợi. Okay. Nhưng ở Việt Nam thì lại khác, khi mà anh thay mới được cái gì đấy thì nó lại là một cái gì đấy người sau rất là sợ. Thế thì muốn đó. Như nước ngoài thì sang đây sống, còn bây giờ sống ở Việt Nam thì chúng ta phải trang bị tất cả trong cái điều kiện đó, có thể 100 năm nữa chúng ta sẽ như vậy. Nhưng còn trong 5, 7, 10 năm nữa thì nó vẫn thế thì chúng ta phải tự trang bị cho chúng ta những cái kiến thức cần thiết. Và thưa bạn, cái nguồn xe rồi những cái thông tin anh Kiên vừa chia sẻ là những cái mà thông tin chúng tôi rất muốn gửi tới các bạn. Và nếu như các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Kiên bằng cách là xem cái số hotline trên kia. Đấy. Và địa chỉ mới của Kiên đã về số 2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình. Đấy. Bạn có thể gọi điện, bạn có thể Facebook Kiên Civic là cũng có hết. Rồi, cảm ơn những cái thông tin rất thành thật. Hy vọng là thành thật tới 99.999999 gì đó 100. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào nhé.